Hello, xin chào cả nhà, xin chào cả đại gia đình. Nay Thanh Quá mình tiếp tục lên sóng một cái em khung hình kỹ thuật số à. Em này đang bị lỗi là ghim điện không lên nha. Ghim điện không lên. Ngoại hình còn đẹp, màn hình thì mình nghĩ nó không bị cắn bể đâu. Nè ha. Không bị dợp, cắn hay nứt cái chân mình coi kỹ lắm rồi không bị ghim điện không lên ha. Con này thì nguyên zin. Tại vì con này mình không có tháo ra tháo vô coi chấm chì, ai mà phát hiện chấm chì chấm hàng hay gì đó thì cho luôn cái máy nha. Cái này là cam kết. Rồi quý khách cô chú chị em nào có về dọc phá hay mua hay lấy linh kiện hay là nghiên cứu gì đó và ủng hộ giùm em ha. Em tên Thanh Quá, năm nay 39 tuổi. Liên hệ qua trang Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm. Rồi, xin cảm ơn tất cả các quý khách đã bỏ thời gian qua quan tâm ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.